Xin chào các bạn, vậy là mình đã mua chiếc xe Mitsubishi Xpander được 2 năm rồi. Và hôm nay khi mình nổ máy xe để đi thì trên mặt đồng hồ đã thông báo là cái chìa khóa của mình gần hết pin và yêu cầu mình phải thay pin mới. Nhưng nếu trong cái trường hợp mình cứ cố tình sử dụng cái chìa khóa này trong vòng 1-2 tuần nữa thì cái chìa khóa của mình sẽ hết kiệt pin và lúc đó mình sẽ không thể mở xe của mình bằng cái nút bấm ở trên chìa khóa cũng như cái nút bấm ở trên cái tay nắm cửa được nữa và cũng không thể để nổ xe một cách bình thường. Vậy trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể mở khóa xe khi mà cái chìa khóa của chúng ta hết pin cũng như là cách để chúng ta có thể thay pin cho những cái chìa khóa của xe Mitsubishi Xpander ngay tại nhà. Trong trường hợp mà cái chìa khóa của chúng ta nó hết sạch điện và chúng ta sẽ không thể mở xe bằng nút bấm cũng như là cái nút bấm ở trên cánh cửa nữa thì chúng ta sẽ phải mở bằng chìa khóa cơ bằng cách các bạn gạt cái nút ở đây, đằng sau đây. Sau đó các bạn rút cái chìa khóa cơ ra. Rồi tiếp theo các bạn sẽ cắm vào cái ổ khóa ở trên cánh cửa xe. Sau đó các bạn vặn một vặn. Khi có cái tiếng tạch thì các bạn nhấc được cái cánh cửa này ra một cách bình thường. Tiếp theo thì chúng ta sẽ để chìa khóa ngay sát cái nút để nổ. Sau đó chúng ta sẽ nổ máy một cách bình thường nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành thay pin cho cái chìa khóa này nhá. Thì cái việc này rất là đơn giản. Đầu tiên các bạn hãy mua cho mình một cái viên pin có cái mã là 2032. Thì các bạn có thể mua ở những cái tiệm sửa chữa đồng hồ hoặc là các bạn có thể đặt mua trên những cái trang thương mại điện tử. Thì cái link đặt mua mình sẽ để bên dưới để các bạn có thể là mua luôn, đỡ phải bị nhầm lẫn các mã pin khác nhau nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái chìa khóa này ra bằng cách đó là các bạn sẽ thấy có một cái khớp ở trên này. Thì hãy dùng một cái vật cứng như là một cái tô vít cạnh dẹt chẳng hạn. Đấy, các bạn chọt nó vào đây. Đây, chúng ta sẽ chọt cái tô vít vào đây. Sau đó các bạn nạy nó lên. Rồi, nhẹ nhàng như này là cái chìa khóa của chúng ta nó đã được mở ra một cách thành công. Và các bạn sẽ thấy này, đây là một cái viên pin gốc của cái chìa khóa này. Bây giờ chúng ta chỉ cần tháo viên pin này ra, thay viên pin mới vào là xong. Bước cuối cùng là hãy kiểm tra xem bạn đã mở xe bằng nút bấm và để máy được hay chưa. Chúc các bạn thành công.